xin kính chào với cô chú lô phô mai hôm nay thì đa số là những cây phô cao có cốt cành tứ diện luôn cô chú anh chị nha. Đế thì như nào đế cứng đầu luôn ha cô chú anh chị. Dạ, với lại thêm một số cây bonsai nha cô chú anh chị, phô mai vàng lục lực. Em chúc cô chú anh chị mình xem rất vui và chọn được những phô mai ưng ý luôn ạ. Em xin phép được thu clip luôn cô chú anh chị ha. Dạ em chào chị Phương, dạ em chào tất cả các cô chú anh chị. Hôm nay em về được một clip mai vàng với mai tứ quý, rất mong các cô chú anh chị ủng hộ ạ. Dạ con không làm mất thời gian của các cô chú anh chị, con vô mã số 1 đầu tiên ạ. Dạ rồi, mã số 1 là một phôi mai vàng nha các cô chú anh chị. Một phôi mai vàng nhỏ nhưng mà đế đều cho những cô chú anh chị. Mai lùng lực đế sẫm thơm luôn các cô chú anh chị nha. Cái này nó vàng như lắm, nó lên cho mẹ hết trơn rồi. Đế thì bỏ đều không có bị trống bên nào luôn các cô chú chị ạ. Rồi chị xin số đôi luôn em nhé. Đây là nó già lắm nên da cóc hết trơn rồi nha cô chú. Nhóm này hoành được 23 ạ. Dạ 23 rồi. Dạ cao là được 50 ạ. Dạ đế sẫm cao là được 28 ạ. Dạ nồi đế là được 120 ạ. Dạ rồi, mã số 1 đầu tiên này em giao lưu với các chú anh chị là 2.200.000 bao phí ạ. Dạ 2.200.000, cây này cũng khéo cây lắm nha các chú anh chị. Dạ cây luôn nè. Dạ rồi, tiếp tục là mã số 2, một phôi mai tứ quý nha các chú anh chị. Phôi mai tứ quý đế liệu nha các chú anh chị ơi. Phong cao đó, đế đều cây này các cô chú anh chị chơi phong cao gì em ha. Rồi nguyên một bệ đế đặng luôn. Bên nào cũng có đế, nó không có trống nhánh nào luôn nha cô chú anh chị. Rồi ở đây cũng có kẻ lót luôn các cô chú. Em này hoành được 36 à. Dạ chiều cao là được 106 ạ. Dạ nồi đế đặt là được 110 ạ. Dạ rồi, mã số 2 là phôi mai tứ quý này em giao lưu với các chú anh chị là 1.900.000 bao phí ạ. Dạ rồi. Này có cành có cho mình chỉ là trùng là ngồi cho. Dạ. Dạ. Mềm dễ chơi nha các chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 3 là một phôi mai vàng nha các cô chú anh chị ơi. Một phôi mai vàng lùng lực đế đều các cô chú anh chị. Cây này chót cây luôn các cô chú anh chị. Cái nó cành dễ ra sạch sẽ luôn hả. Đế sỏm luôn mà nó gồm cái mắt cái này đế luôn nha cô chú anh chị. Cái này nó cũng già cây lắm nha. Dạ này hoành được 34 ạ. Rồi 34 rồi. Chiều cao là được 71 ạ. Và đế sẫm cao là được 32 ạ. Và nồi đế của em này là hết thuốc ạ. Nồi đế hết thuốc nha các cô chú anh chị. Vậy rồi, mã số 3 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 2.500.000 bao phí ạ. Mã số 3 là một phôi mai vàng ạ. Đế sẫm hơn bỏ đều dắt luôn nha cô chú anh chị. Là tốt đẹp quá nha. Đây là cô chú anh chị mình là cái đèn mai chơi luôn ạ. Dạ rồi, tiếp tục là mã số 4 ạ. Mã số 4 là một phôi tứ quý phơm cao nha các cô chú anh chị. Đế điệu ha, phơm cao nha các cô chú anh chị ơi. Cây này phơm rất là cao luôn cô chú anh chị, phơm cao mà dót cây luôn nha. Khi cành có cô chú mình là cái cành dùng rồi cũng là cao lắm nha. Em này hoành được 37
chiều cao là 1m7 ạ. Dạ chiều cao của em này là 1m7 nha các cô chú anh chị. Dạ rồi, nồi đế là được 120 ạ. Dạ mã số 4 đem giao lưu với các cô chú anh chị là 1.900.000 bao phí ạ. Dạ 1.900.000 nha cô chú anh chị, số 4. Cái này là em có mấy cái mặt cát ha, mà em chét, em bên em sẽ chét keo lại xử lý cho các cô chú anh chị về là chơi thôi nha các cô chú anh chị. Cái này cô chú mình lập cái càng dù phúc họ hơn là tốt cơ bông ngon lành. Dạ rồi, tiếp tục làm mã số 5 ạ. Mã số 5 này là một phôi mai vàng ạ. Phôi mai vàng lần lượt đếp sẫm nha các cô chú anh chị. Phôi mai vàng cô chú anh chị là mã số 5. Đây này đế sẫm cũng rất là cao luôn á cô chú anh chị. Cái trọng lượng được 24 ạ. Dạ 24 ạ. Dạ chiều cao là được 75 ạ. Đế sẫm là được 39 ạ. Dạ nồi đế là được 114 ạ. Dạ rồi, mã số 5 là một phôi mai vàng này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1.900.000 bao phí ạ. Dạ 1.900.000. Cái này nó già cây có lên ra cốc. Tiếp tục là mã số 6 ạ. Mã số 6 này là một phôi mai tu quý nha các cô chú anh chị. Phôi mai tu quý đế đều ha, cốt cành đều nha các cô chú anh chị. Cây dán trục cốt cành đều đúng vậy luôn ạ. Đây là cái tàn thông là mau tính tàn. Dạ đế thì 24 giờ luôn các cô chú. Dạ chiều cao là được 127 ạ. Dạ nồi đế đặt là được 138 ạ. Dạ thôi chú quý nha cô chú chị, một cốt thôi. Dạ rồi, mã số 6 này là phục một phôi mai tú quý em giao lưu với các cô chú anh chị là 2.200.000 bao phí ạ. Dạ 2.200.000. Đế rất là ok. Tiếp tục làm mã số 7 ạ. Một phôi mai tu quý nha các cô chú anh chị. Phôi mai tu quý đế đều, cốt cành đều nha các cô chú anh chị ơi. Đế là không chống mặt nào hết nha các cô chú anh chị. Này cũng phục tốt luôn. Đế này đầy 48 giờ luôn nha cô chú anh chị. À, nó bài đều mà mặt còn luôn ạ. Không có chống mặt đế nào đâu cô chú anh chị ạ. Cành thì đóng cho tấm điện. Dạ em này hoành được 33. Dạ rồi, 33 là. Dạ cao là được 93. Dạ nồi đế là 1.6 luôn ạ. Nồi đế là 1.6 nha các cô chú anh chị. Dạ rồi, mã số 7 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 3.600.000 bao phí ạ. Dạ 3.600.000 là chú anh chị nào. Đây này có cái rộng lắm em rất là khó khăn đây các cô chú anh chị. Dạ chị bảo luôn. Dạ rồi, tiếp tục làm mã số 8 ạ. Một phôi mai tu quý nha các cô chú anh chị. Em này đế đều ha, cốt cành đều nha các cô chú anh chị ơi. Mã số 8 thì mình chưa thật là vui rơi luôn rồi cô chú anh chị. Đối với một cốt thì lắc luôn ạ. Đế thì khỏi chơi 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 luôn ạ. Đế thì cái mặt bầu nữa. Đế thì cái bài này mặt bầu luôn ạ. Rồi, chị xin số đo luôn ạ.
được 31 ạ. Dạ, chiều cao là được 120 ạ. Tán ngang là được 54 ạ. Dạ, nồi đến. Cái này bầu tới đâu đấy là tới đó luôn hả cô chú? Dạ, nồi đến này là được 180 ạ. Dạ rồi, nã số 8 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 6.500.000 bao phí ạ. 6.500 cho chú những cốt cà chị đi chơi rồi ạ. Hẹn là tới quý 1 cốt. Rồi, chị đổi luôn em nha. Rồi, tiếp tục làm mã số 9 ạ. Một phô mai tôi quý nha các cô chú anh chị. Em này đế đều ha, cốt cành tứ diện nha các cô chú anh chị ơi. Cũng là hơi tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Hoành là được 32 ạ. À. Dạ, chiều cao này là được 1 thước rưỡi ạ. À. Dạ. Chiều cao là được 1 thước rưỡi nha các cô chú anh chị. Tán ngang là được 68 ạ. À. Dạ rồi, nồi đế này là được 1.9 luôn nha các cô chú anh chị ơi. Diệm này nó có cái mặt cắt ở đây nhưng mà nó không sao nha các cô chú anh chị. Giờ nó không ảnh hưởng gì tới cây hết, nó không mụn không gì hết. Rồi thế thì rất là đẹp. Rồi mã số 9 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 5.900.000 bao phí ạ. Dạ, 5.900. Con này tốt càng chơi chơi luôn nha cô chú. Thực là mã số 10, một phôi mai vàng nha các cô chú anh chị. Một cây lực lực luôn nha cô chú. Mai vàng này già cái nha. Này xù ở trên nha các cô chú anh chị. À, lên đi nha, bất bình cho nha các cô chú. Cây này rất là gót nha cô chú. Có cốt càng có nha cô chú. Cây này đế rồi rồi. Còn quẩy cũng khá này to, bỏ đều bầu luôn nha cô chú. Đế hơi sẫm ngon không ạ? Nhiệm này hoành là được 41 ạ. À. Dạ, chiều cao là được 60 ạ. À. Dạ, đế sởm cao là được 27 ạ. À. Dạ, nồi đế là được 136 ạ. À. Dạ, mã số 10 nè. Dạ, mã số 10 này là một phô mai vàng em giao lưu với các cô chú anh chị là 4.500.000 bao phí ạ. À. 4.500.000 bao phí. Một cây lục lục bảo thủ chế luôn nha cô chú. Chị đã đâu nha. Dạ rồi, tiếp tục là mã số 11 ạ. À. Mã số 11 này là phô mai vàng nha. Phô mai vàng đế sẫm nha các cô chú anh chị. Lùng lực cái sở này có chút gì ơi. Đây này cốt cành cũng có đó thôi chứ. Chị mình lật thằng dù là ok luôn rồi. À, đế sẫm luôn. Cái này nó bảo cũ thôi thôi chứ. Chiều cao là được 87 ạ. À.
Nhưng rồi mã số 11, một cô mai vàng này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1.700.000 bao phí ạ. 1.700.000 nha mấy cô chú anh chị, và coi đấy cũng rất là ok luôn các cô chú. Chị đỡ tay luôn nha. Dạ rồi, tiếp tục là mã số 12 ạ, cũng là một phôi mai vàng ạ. Một phôi mai vàng lùng lực đấy đều nha các cô chú chị. Cái này cũng lùng lực luôn nha các cô chú. Đảo cũng đế luôn ạ. Dạ rễ thì nó giảm tiền ở đến cầu luôn nha. Rồi, vậy thì có đo đo em nha. Mai vàng hả ta, mai vàng hả? Điểm này hoành được 28 ạ. Dạ, 28. Dạ, chiều cao là được 45 ạ. Dạ, anh hoành nồi đế nó được 31 ạ. 131 ạ. Dạ, rồi mã số 12 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1.800.000 bao phí ạ. Còn em lục lục tiếp tục làm mã số 13, một phôi mai vàng lùng lực đế đều nha các cô chú chị. Cũng là một phôi mai vàng luôn nha cô chú. Mã số 13. À, cái này cũng đỡ cũng đến luôn nha. Cái bao lâu nha? Cái già này lên cho mẹ luôn. Dạ, em này hoành được 24 ạ. Dạ rồi. Chiều cao là được 39 ạ. Dạ, nồi đế là được 114 ạ. Dạ. Dạ, mã số 13 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1.400.000 bao phí ạ. 1.000 cân nha mấy cô chú anh chị. Mã số. Dạ, dạ, tiếp tục là mã số 15 ạ. Một cây kim nhọn nha các cô chú anh chị. Dạ. Cái này là nguyên một bệ, chính liền nhau luôn đó. Dạ, hoành em này là được 27 ạ. Tổng hết trơn nguyên một bệ này là được 97 ạ. Dạ, nồi đế là được 135 ạ. Chiều cao là được 26 ạ. Dạ, dạ, mã số 15 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 1.200.000 bao phí ạ. Cái này là nguyên một bệ cứng ngắc luôn đó, không phải là đất trời nó được không ạ. Rồi, chỉ đỏ luôn nha. Dạ. Tiếp tục là mã số 16, một phôi mai tú quý nha các cô chú anh chị. Dạ, cây phong ca đế đều nha các cô chú ha. À, phôi mai tú quý đế đều ha, cốt cành đều nha các cô chú anh chị ạ. Cây cành thì đóng tướng gì luôn. Được 28 ạ. Dạ, 28 ạ. Dạ, chiều cao là được 134 ạ. Tán ngang là được 68 ạ. Dạ, nồi đế là được 106 ạ. Dạ, mã số 16 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 3.200.000 bao phí ạ. Dạ, 3.200.000 bao phí ạ. Dạ rồi, tiếp tục là mã số 17 ạ. Mã số 17 ạ. Thôi mai tôi quý nha các cô chú anh chị. Đế đều ha, cốt cành tướng diện nha các cô chú anh chị ơi. Mã số 17 ạ. Đi cành tấm đi đặt đúng không? Có một cái hai đó là có cốt cành ở bên dưới này, đây thì một cốt, đây đế thì khỏi chơi luôn, không cần biết gì quá, cái là cái màu đế này.
thì em đang hoành được 36 ạ. Dạ chiều cao là hết hút à. Dạ 8 ngang là được 89 ạ. Dạ nồi đế là 200 ạ. Dạ mã số 17 này em giao lưu với các chú anh chị là 6 triệu 700 ngàn, bao ship 300 km ạ. Dạ 6 triệu 7. Đây là 11 cốt trong khi còn dư thôi. Chiều cao là hết hước ạ. Dạ tán ngang là được 78 ạ. Dạ nồi đế là được 108 ạ. Dạ rồi mã số 18 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 8 triệu 500 nghìn bao phí 300 km ạ. À. Rồi tiếp tục là mã số 19 ạ. À. Mã số 19 cũng là một phô mai tôn quý ha các cô chú anh chị. Đế đều ha, cốt cành đều nha các cô chú anh chị ơi. Dạ chiều cao là hết hước ạ. À. Dạ tán ngang là được 70 ạ. À. Dạ nồi đế là được 108 ạ. À. Vậy mã số 19 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 8 triệu bao phí 300 km ạ. Rồi tiếp tục là mã số 20 ạ. À. Một con mai tôi quý nha các cô chú anh chị. Đế đều ha, cốt cành tứ diện luôn nha các cô chú anh chị ơi. Mã số 20. Có cái lát tôi cô chú chị mình là cái đàn ông nó cao to nó hơi cái gì thôi quá trời.
nhiêu anh lên được 35 ạ. À. Dạ chiều cao là hết hước ạ. À. Tán ngang là được 59 ạ. À. Vịnh nồi nế này là được 300 nha các cô chú anh chị. Đầu tới đâu thì đế cho tới đó luôn. Dạ đường kính bầu là được 90 ạ. À. Dạ. Vậy mã số 20 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 8 triệu. Bao phí 300 km ạ. À. Bao phí 300 km ạ. À. Dạ 8 triệu nha các cô chú ạ. Giấy nó hơi siêu siêu nha các cô chú. Bốt này thì cũng rơi mà. Dạ rồi, mã số 22 này cũng là mã cuối clip. Cũng chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và xem clip vui ạ. À. Xem clip được tìm được cây ăn ý ạ. À. Dạ cảm ơn các cô chú anh chị.